chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh âm thanh của Doanh Audio. Trong video clip hôm nay em xin giới thiệu ở đây có một hai thớt của thương hiệu Kenwood, phía dưới âm ly, phía trên là thớt MD kiêm giải mã từ Smart TV và kèm theo đó là một cái điều khiển chỉnh cũng khá là nhiều chức năng trên cái hai cái máy đầu máy này. Thì kích thước của nó như sau: chiều ngang là 27, chiều cao là 25 và chiều sâu là 32. Dòng này giải mã từ Smart TV là cần đĩa mồi, tức là cần đĩa MD để mồi để chạy được cái giải mã từ Smart TV. Thì giá bao gồm cả cái điều khiển này, và hôm nay báo giá luôn cho quý vị là với giá 2.500.000 đồng. Bác có vừa có đi vừa có cái thớt giải mã 24 bit, các bạn có thể nhìn thấy vì giải mã 24 bit của nó này, trông rất là đẳng cấp luôn. Công suất của máy là 130W, điện 100V, công suất 130W này. Ở đây có rất nhiều các cổng tín hiệu vào như cổng video, cổng AUX, cái lỗ thiết bị bên ngoài này, cổng TAPEA này. Hàng chuẩn của Made in Japan. Ở đây là cái cổng giải mã optical AUX này, Made in Japan hết. Bên trong toàn linh kiện xanh, biển xanh, giải mã xanh đẹp luôn. Thì trên âm ly này có chỉnh cả bass jack luôn. Nó đang ở chế độ menu này, thì các bác bấm phím mode này, lao là chỉnh bass đấy. Đấy, bass tăng này. Đấy. Tiếp theo ấn phím mode thì là cái mid, giải mid tức là cái giải bình thường ở các equalizer có cái giải ở giữa ấy, để nó tăng cái lời hát của ca sĩ lên. Đấy. Đấy. Tiếp theo mode là 2 là chỉnh check. Đấy. Đấy. Ngoài ra thì nó còn thêm một chức năng nữa. Đây, chức năng tăng bass N.B Cruise của đặc trưng của Audio. Đấy. Đấy, bass được đẩy thêm sâu nhiều nữa. Đấy. Ngoài ra thì có rất nhiều các cái chế độ nhạc tích hợp sẵn này, bốt này, lốc này, nghe nhạc rất hay luôn, lốc này, rác này, classic này, Madonna, tức là cổng để chỉnh bass jack. Đấy. Tiếng jack tí tách rất nhiều luôn. Này thì có FM, nhưng mà FM chỉ có tần số 90 MHz thôi, nó không có tần số của Việt Nam. FM chỉ đến đây, chỉ đến 90 thôi. Đây có cổng video kết nối thiết bị bên ngoài đã kết nối sẵn rồi. Video là cổng AUX bên ngoài đấy. Tao quyết định đến với đây, video có sẵn rồi. Còn các bác nghe qua giải mã thì ấn phím MD này, giải mã từ MD xuống. Đấy, giải mã cần mồi thì các bác tạm dừng lại và cho đĩa nó ra. Khi cho đĩa nó ra rồi thì các bác chỉ cần ấn nút REC này. Đấy. Cái đĩa này em sẽ tặng kèm theo máy để các bác phải làm giải mã luôn. Khi mà đĩa nó đọc, các bác chỉ cần nút rec này là sẽ máy nó sẽ tự động nó giải mã. Đây đĩa nó đọc, cái này tại sao nó gọi là giải mã cần mồi là như vậy. Bài đàn đít tức là đĩa chưa có chương trình. Đấy. Các bác nhấn nút rec này và bấm phím tạm dừng. Đấy. Tạm dừng. Đấy. Đang giải mã, ở đây có hai điểm tia nháy này. Đấy. Dòng này là dòng volume vô cực, đây, volume vô cực nó có số hiển thị ở trên này. Đấy.
tại thì em đang thử ghép với cặp bát 30 này, đánh cũng khá là tốt luôn. Nhưng mà các bác nào có những cặp loa bát tầm 25 đổ về thì đánh tốt hơn nhiều. Đấy. Bát 30 nghe thôi nó rất là to rồi. Vừa có giải mã 24 bit, vừa có chỉ bát chắc mid ở trên âm ly luôn. Stereo âm ly G9. Dòng đây cao nhất của G9 là cao nhất rồi. G9 là dòng G rồi. Rất thích cái vị giải mã này, rất là trông rất là hầm hố luôn. Giá 2.500.000 đồng thì bao gồm em tặng cho các bác một cái điều khiển, một cái dây quang, và giá trên không bao gồm phí ship qua nhé. Và đây là cái nắp máy của MD, máy vừa đẹp 130W, điện 100V, và cam kết cho các bác là hàng nguyên zin chất bãi. Những cái dòng thương hiệu Kenwood này thì âm mi nó rất khỏe luôn. Đấy. Rất khỏe và chắc. Giá 2.500.000 đồng các nhá. Các bác đi mua hàng thì cho em qua số điện thoại 0961222525. Hàng sẽ được vẫn giao hàng toàn quốc và các bác yên tâm trong quá trình vận chuyển. Vâng, xin cảm ơn các bác đã xem hết video và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Xin chào.